thai phụ bên cửa sổ. Nhanh tay lên cả nhà, còn một chuyến xe nữa đấy. Nhà có mỗi 4 người mà lắm đồ thế không biết. Toàn đồ của mọi người thôi, chứ con thì có mấy. Con chỉ có mỗi thùng quần áo là hết. Này, ai bảo là em không có mấy đồ? Nhìn xem đống loa đài của em đây này, choáng hết cả nửa thùng xe tải này rồi. Thôi, không cãi nhau nữa, nhanh cái tay lên. Mai mà 20 năm rồi mới chuyển nhà, chứ mỗi năm mà chuyển nhà một lần, chắc tôi chết mất. Lạ thật, giữa thành phố mà lại có một căn nhà cũ kỹ thế này, cửa đóng then cài, còn hoen gỉ cả ra. Chả lẽ không có ai ở đây? Chào bác mời chuyển tới đây à? Chào bà. Vâng, gia đình tôi hôm nay chuyển tới đây, mong được làm quen với bà con hàng xóm láng giềng trong khu phố này. Vâng, tôi là Chính, ở cuối phố. Mang tiếng là phố, chứ đường nhỏ xíu có khác gì con ngõ đâu bác nhỉ. Nhà nọ sát nhà kia, nhà bên đường thì nhìn sang nhà đối diện được cả, nên bà con ở đây cũng thân thiết lắm bác ạ. Thế thì may mắn cho chúng tôi rồi. Mà bác ơi, căn nhà đối diện nhà tôi hình như không có ai ở à? À, họ bỏ đi lâu rồi. Nhà ấy giờ đang bỏ không? Thôi, tốt nhất bác đừng nhìn vào căn nhà ấy làm gì. Thôi, tôi đi về đây. Ờ, bác ơi, tôi hỏi đã. Ôi, này chuyển đồ, đau hết cả xương cả cốt. Bà mỏi lưng thì đi nghỉ sớm đi. Tôi ra mở cái cửa sổ ra cho mát. Ôi trời, bên nhà số 24 vẫn có người ở đấy chứ. Thế mà ban sáng bà hàng xóm lại bảo không có ai ở. Hay là người ta mới về? Không biết nữa. Nhưng bên trong căn nhà vẫn tối om. Chỉ có một cô gái đang mang bầu, đứng bên ban công nhìn sang nhà mình thôi. Ôi trời ơi, tôi đang qua mắt hay sao thế này? Ông làm sao thế hả? Làm tôi giật cả mình. Cô gái bên kia trông lạ lắm. Để tôi ra xem nào. Làm gì có ai đâu. Rõ ràng ban nãy có một cô gái mang bầu đang đứng đó mà. Cô ta còn nhìn trừng trừng sang bên nhà mình cơ. Ông bị hoa mắt thật rồi. Cửa sổ nhà ấy tối đèn thui thế kia, tôi chả thấy ai đứng đó. Chắc là cô ấy vào nhà rồi. Tôi không thể hoa mắt đến mức đó được. Thôi, bà vào đi ngủ đi. Tôi cũng mệt rồi. Cả ngày chạy lên chạy xuống, đồ đạc vẫn còn chưa dọn xong. Ây da, nhà mới là nhà khó ngủ quá. Rõ ràng là có người sống trong căn nhà bên đó mà. Giờ cũng muộn lắm rồi. Tại sao cô ấy không đi ngủ nhỉ? Hay cô ấy mới trở về nên cũng chưa quen nhà rồi khó ngủ như mình? Ôi, cô ấy đi vào nhà lúc nào mà nhanh thế? Chắc cậu bé kia là con trai cô ấy. Vậy thì chắc là cả nhà họ đã trở về rồi. Kìa, cậu bé, không được trèo, xuống ngay. Chào bé. Trời ơi, có ai ở đó không? Cô dì ơi, con cô đang trèo ra ban công kìa. Thôi chết, nguy hiểm quá. Sao không ai nghe tôi gọi thế hả? Cô dì ơi. Không được rồi, mình phải sang đó. Thế này thì gây go quá. Thằng bé mà ngã xuống dưới thì tôi đời. Mở cửa, mở cửa. Trong nhà có ai không? Mau cứu cậu bé, có cậu bé đang trèo ra ngoài ban công. Không được rồi, chắc bố mẹ cậu bé đi ngủ cả rồi. Không ai nghe thấy mình gọi cả. Phải trèo vào tường nhà, không thì cậu bé kia chết mất. Ồ, họ quên không khóa cửa à? Phải vào nhà báo cho họ biết thôi. Có ai không? Có ai trong nhà không? Mau ra ban công tầng 2, có cậu bé đang leo trèo ngoài ban công đó. Có ai ở nhà không? Thôi, phải lên đó, chứ không kịp mất. Lạ thật, rõ ràng vừa có cậu bé đứng ở đây mà, sao giờ không thấy đâu? Mà trong nhà cũng chả thấy ai cả. Thôi, về nhà đi ngủ vậy.
quái lạ. Rõ ràng nhà này không có người, nhưng tại sao ban nãy mình lại nhìn thấy cô gái đang mang thai đứng bên cửa sổ? Còn có cậu bé chừng 3 tuổi nữa, mà cửa nhà thì lại chả có khóa gì cả. Tiếng gì thế? Không lẽ ngôi nhà này có ma? Không thể nào. Mình xưa nay vốn không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Thôi chết, chuyện gì thế? Trời ơi, Cô gái, trời ơi, có ai đó không? Cấp cứu. Ôi không, cô ấy chết rồi sao? Không, không, trời ơi, ma. Không phải một mình bác nhìn thấy những chuyện kỳ dị ấy đâu. Căn nhà bác đang ở, người chủ cũ cũng thường xuyên nhìn thấy người thai phụ ấy, và không chịu nổi nên phải chuyển đi đây. Có chuyện gì đã xảy ra với những người trong căn nhà số 24 thế hả bác? Chuyện cách đây mấy chục năm rồi. Hồi đó, ông bà Sáu sống với vợ chồng người con trai cả, và một cậu con trai út bị tâm thần chừng 18 tuổi. Cô con dâu của ông bà ấy đang có bầu bé thứ hai phải không bác? Đúng thế, họ có thằng con trai lên 3 tuổi. Cô ấy thì mang thai sắp tới ngày sinh nở. Chả hiểu thế nào, một hôm cậu con trai út lên cơn, khóa cửa lại rồi đổ xăng đốt nhà. Lúc đó lửa cháy rực bao trùm hết cả căn nhà. Mọi người nhìn lên bất lực, ai cũng kêu gào bảo cô gái nhảy xuống. Ban công ở tầng 2 thôi, cùng lắm thì gãi tay gãi chân chứ không chết. Nhưng cô gái ấy nhất định không chịu nhảy, cũng không thả cậu con trai 3 tuổi xuống cho mọi người đỡ. Không hiểu sao cô ấy lại bế con bỏ vào trong nhà. Kết cục là cả hai mẹ con đều chết. Oan hồn họ vẫn am nơi này. Thật là thương tâm. Vậy cả nhà họ có ai còn sống không bác? Còn bà cụ với cậu con trai tâm thần thì còn sống, nhưng họ bỏ đi biệt tích từ đó tới giờ không thấy quay lại. Cả nhà cứ vậy bỏ hoang, không ai sinh sống. Tôi đã chuyển tới đây rồi, giờ không lẽ lại chuyển đi? Thôi thì tôi sẽ nghĩ cách nào đó làm cái lễ cho họ siêu thoát. Nếu bác làm được vậy thì tốt quá, gia đình bác cũng được yên ổn, mà ngõ xóm này cũng đỡ sợ hãi mỗi lần đi qua. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.